Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Forerunner, mẫu xe bán tải cực kỳ ăn khách của bên nhà Ford mà trong video ngày hôm nay. Thời điểm dịp ngày 24 tháng 10 năm 2024, đâu đó một tuần nữa thôi là kết thúc tháng 10 rồi. Và như vậy thì sẽ còn một tháng một tuần nữa thôi là kết thúc ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Trong đó có chiếc xe Forerunner này. Các phiên bản của Ranger đều là sản xuất lắp ráp trong nước, tức là tại thời điểm này đang được ưu đãi về giảm 50% lệ phí trước bạ khi mà chúng ta đi nộp thuế. Và cái số tiền mà chúng ta tiết kiệm được nó dao động từ 20 năm đến 35 triệu đồng tùy từng phiên bản của Ranger anh chị nhá. Một cái chiếc xe mà bình thường doanh số của nó đã là tốt bậc nhất ở trong cái phân khúc rồi, bây giờ lại còn được ưu đãi về giảm lệ phí trước bạ nữa. Cái tính cạnh tranh của nó gần như là số 1 ở phân khúc luôn. Một cái chiếc xe mà hiện tại ở cái phân khúc bán tải nó đang cạnh tranh với cả Toyota Hilux. Hilux là một chiếc xe nhập khẩu tại Thái Lan, nó đang cạnh tranh với cả Mitsubishi Triton. Dòng xe Ranger này thì các phiên bản phân phối của nó đều là máy dầu. Vậy thì cụ thể chi tiết tại thời điểm này từng phiên bản của Ranger có giá bán khuyến mại lăn bánh tốt nhất được như thế nào, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được và cân đối mức tài chính. Phiên bản đầu tiên đó là Ranger bản Wayback đi. Đây là một cái phiên bản hiện tại đang có chương trình khuyến mại giảm tiền mặt sâu nhất trong tổng tất cả các phiên bản đang phân phối. Giá niêm yết của nó đang là 979 triệu đồng. Đại lý sẽ giảm về tiền mặt cho cái phiên bản Ranger Wayback này là 70 triệu đồng. Giá xe còn lại là 909 triệu. Lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 941 triệu. Ở Hà Nội là 947 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 942 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 941, ở Hà Nội là 947 và thành phố Hồ Chí Minh là 942 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Cái Ranger Wayback này hiện tại ví dụ ở Hà Nội việc giảm lệ phí trước bạ là chúng ta cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 35 triệu đồng. Giảm đại lý là 70 triệu, giảm về ưu đãi lệ phí trước bạ thuế là 35 triệu. Tổng ưu đãi kép của nó đang lên tới 105 triệu đồng dành cho Ranger Wayback này. Và hiện tại với phiên bản này nếu như có nhu cầu lấy trả góp ấy, thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 213 triệu. Ở Hà Nội là 219 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 214 triệu đồng. Ở tỉnh là 213, ở Hà Nội là 219 và thành phố Hồ Chí Minh là 214 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp của Ranger Wayback. Tiếp theo phiên bản nữa mình cập nhật đó là Ranger bản Sport hay còn gọi là phiên bản thể thao. Bản Sport của Ranger thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 864 triệu đồng. Với phiên bản này tuần cuối tháng 10 đại lý sẽ giảm về tiền mặt 50 triệu đồng tiền mặt anh chị nhá. Giá xe còn lại là 814 triệu. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh mình có nhẩm qua là 843 triệu, ở Hà Nội là 848 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 844 triệu đồng. Ở tỉnh là 843, ở Hà Nội là 848 và thành phố Hồ Chí Minh là 844 theo phương án mà chúng ta lấy trả thẳng. Hiện tại thì cái phiên bản Sport này nếu mà đang được giảm thuế như thế này là cũng đang tiết kiệm được số tiền lên tới 31 triệu đồng. Đại lý là giảm 50 triệu đồng tiền mặt. Vậy thì tổng ưu đãi kép của Ranger Sport là 81 triệu đồng. Với phiên bản này nếu như có nhu cầu lấy trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu để lăn bánh là 191 triệu. Ở Hà Nội là 197 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 191 triệu đồng luôn. Ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh là 191 và ở Hà Nội là 197. Sang phiên bản thứ ba mình cập nhật một phiên bản mà mình nghĩ rằng sẽ nhiều khách hàng quan tâm và chờ đợi nhất. Một cái phiên bản quá phổ thông, phiên bản tầm tiền dễ tiệm cận nhất của dòng xe Ranger, đó là Ranger XLS phiên bản một cầu. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 707 triệu đồng. Giá giảm của đại lý tại thời điểm tuần cuối tháng 10 này là 26 triệu đồng tiền mặt. Giá xe còn lại là 681 triệu. Ranger XLS một cầu này lăn bánh ở tỉnh sẽ là 705 triệu, ở Hà Nội là 710 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 706. Ở tỉnh là 705, ở Hà Nội là 710 và thành phố Hồ Chí Minh là 706. Giá niêm yết của nó là 707, lăn bánh ở tỉnh là 705. Vậy thì tổng ưu đãi kép của Ranger XLS này nó đang là 100% lệ phí trước bạ rồi, đúng không ạ? Và nếu như có nhu cầu lấy trả góp của Ranger XLS một cầu này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 174 triệu, ở Hà Nội là 201 triệu
và Thành phố Hồ Chí Minh là 194 triệu đồng, tỉnh là 174, Hà Nội là 201 và Thành phố Hồ Chí Minh là 194 theo phương án mà chúng ta lấy trả góp. Sang phiên bản cuối cùng của Ranger cũng là XLS nhưng mà là XLS 2 cầu. Phiên bản 2 cầu của Ford Ranger này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 776 triệu, giảm về tiền mặt tại tuần cuối tháng 10 này 40 triệu đồng dành cho 2 cầu này. Giá xe còn lại 736 triệu, lăn bánh ở tỉnh 762 triệu, ở Hà Nội là 767 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 763 triệu đồng. Tỉnh là 762, ở Hà Nội là 767 và Thành phố Hồ Chí Minh là 763. Và Ranger XLS 2 cầu này nếu như có nhu cầu lấy trả góp ấy, ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 173 triệu, ở Hà Nội là 177 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh cũng là 173. Tỉnh và Hồ Chí Minh bằng nhau 173 và ở Hà Nội là 177. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn về cái dòng xe Ford Ranger, chiếc xe mà vẫn luôn góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất trên thị trường Việt Nam. Dòng xe Ranger cũng rất là dễ bán và khách hàng cũng rất dễ mua, rất dễ lựa chọn chốt về cái dòng xe này. Vậy thì nếu quan tâm cụ thể về một cái phiên bản nào đó cụ thể chi tiết, cần một cái thông tin gì đó nữa, hoặc là muốn qua xem xe, muốn lái thử, muốn trải nghiệm thực tế về Ranger, hãy gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý cho các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý cho các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.